sau hàng loạt các sản phẩm smartphone tầm trung của nhà Samsung gần đây thì quả thật khiến người dùng rất đau đầu vì phải lựa chọn. Từ tầm giá 3 đến 10 triệu thì đều có dấu răng của Samsung cả. Và nếu bạn chưa biết phải lựa chọn sản phẩm nào thì hôm nay mình sẽ đem đến cho bạn một lựa chọn khác, một sản phẩm cao cấp hơn nhưng vẫn ở trong mức giá 10 triệu đồng. Đó chính là chiếc Samsung Galaxy S9 Plus. Và ở video này thì mình sẽ nêu ra những lý do nên mua chiếc S9 Plus ở thời điểm hiện tại này nhé. Đầu tiên là về mức giá thì mặc dù đây là một sản phẩm flagship mới ra mắt vào năm ngoái nhưng giá bán của em nó đã vô cùng dễ chịu vì chỉ có giá bằng một nửa từ khi mới ra mắt. Và hiện tại thì các bạn có thể tham khảo phiên bản Samsung Galaxy S9 Plus đang có tại diện thông minh, với phiên bản S9 Plus Mỹ đang có giá là 9.990.000 đồng, còn phiên bản Hàn Quốc thì có giá là 10.690.000 đồng và bản chính hãng là 10.990.000 đồng. Thật sự thì đang quá hấp dẫn, các bạn có thể bấm vào link bên dưới để xem chi tiết hơn các sản phẩm này. Và 10 triệu đồng cho flagship Samsung liệu có đúng không? Và hiện tại với số tiền này các bạn sẽ mua được gì? Kể nhanh thì cũng chỉ loanh quanh một vài flagship tới từ Trung Quốc như là Oppo, Xiaomi với là Mi 8 Pro, Oppo F11. Và mình chưa xét đến cấu hình hay hiệu năng thì dù chúng có mức giá ngang ngửa với chiếc Samsung Galaxy S9 Plus, nhưng có một điểm mà tất cả những chiếc điện thoại mình vừa nhắc đến không bao giờ có được, đó chính là giá trị thương hiệu mang đến cho người dùng. Sở hữu trên tay chiếc flagship của ông trùm công nghệ thế giới chắc chắn khiến nhiều người dùng nhìn vào phải ao ước và ngưỡng mộ. Thứ hai đó chính là tính ổn định và sử dụng lâu dài của sản phẩm. Bạn thử kể tên những chiếc flagship tới từ Trung Quốc mà có chiếc điện thoại nào vẫn bán được sau 3-4 năm. Chẳng phải nếu có kể thì cũng chỉ là Samsung và Apple thôi sao? Và có thể hiện tại bạn phải đầu tư vào một số tiền lớn khi mua chiếc Samsung Galaxy S9 Plus, nhưng tính về lâu dài thì chiếc điện thoại này không quá đắt. Mua chiếc Samsung Galaxy S9 Plus ở thời điểm hiện tại thì có thể yên tâm sử dụng máy trong vòng 4-5 năm nữa mà vẫn có một smartphone cấu hình mạnh. Không tự nhiên mà người ta đổ xô đi mua chiếc điện thoại Samsung, và thay vì liên tục copy những ý tưởng để sắm đấu lên một chiếc điện thoại hay cố trang bị những cấu hình mạnh và bán mức giá rẻ, thì Samsung luôn biết cách tạo ra những chiếc điện thoại dung hòa tất cả, sáng tạo động nhất và cấu hình mạnh có, thiết kế đẹp có, và không một tính năng nào trên chiếc máy là thừa thãi cả. Tất cả đều được tập trung phát triển để đem đến người dùng một trải nghiệm tốt nhất. Chính vì vậy thì chiếc Samsung Galaxy S9 Plus luôn là một chiếc điện thoại đáng giá đồng tiền bát gạo, và chiếc máy này chỉ bán với giá khoảng 10 triệu đồng thì chẳng có lý do nào mà chúng ta từ chối chiếc điện thoại này cả. Bên cạnh những điểm tương đồng về thiết kế, hệ điều hành, camera thì một điểm đáng chú ý trên chiếc Samsung Galaxy S9 Plus Mỹ đó chính là con chip Snapdragon 845 mạnh nhất nhì trong nhà Qualcomm ở thời điểm hiện tại, và bạn có thể thoải mái chiến được online tất cả tựa game trên CS Play và ngay cả những tựa game nặng như là Advance 9, PUBG Mobile cài ở chế độ Max Setting. Ngoài ra thì nếu các bạn thích sự ổn định thì con chip Exynos 9810 trên phiên bản S9 Plus Hàn và S9 Plus chính hãng đã được tối ưu để đem lại hiệu năng ổn định, tiết kiệm pin mà vẫn cho chúng ta trải nghiệm game tuyệt vời. Và với màn hình 2K và công nghệ Super AMOLED được hiển thị một cách sống động và chi tiết nhất, và bạn chỉ cần một smartphone để xem phim, giải trí thì chiếc S9 Plus sẽ dành cho bạn. Màn hình 6,2 inch rộng lớn tái hiện những thước phim sống động nhất, và hệ thống âm thanh vòm đem đến trải nghiệm như trong rạp chiếu phim. Và sẽ không có gì để chê nếu bạn mua một chiếc Samsung Galaxy S9 Plus để phục vụ nhu cầu giải trí. Còn về camera thì thật sự Samsung Galaxy S9 Plus đánh bật mọi đối thủ trong tầm giá này. Chúng ta có gì nào? Một bộ đôi camera sau có thể chụp ảnh xóa phông, thay đổi khẩu độ và chụp chiếu sáng cực kỳ bá đạo, quay video super slow motion 960fps hay camera selfie cực nhiều tính năng thú vị, nhiều chế độ làm đẹp khác nhau và cho chúng ta tha hồ tạo dáng tự sướng. Và bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 10 triệu đồng cũng đã có thể trên tay một chiếc điện thoại gần như tốt nhất của Samsung. Cấu hình cực khủng, chất lượng hiển thị cực tốt và cụm camera kép hứa hẹn lưu giữ mọi khoảnh khắc. Và các bạn đánh giá sao về chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9 Plus này, có đáng mua hay không thì hãy để lại bình luận bên dưới video. Đừng quên like và ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của DReview. Link sản phẩm thì mình đã để ở phần bên dưới mô tả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.